Zin Nai mặt kính phun chức năng là một chiếc bếp màu trắng sữa em giới thiệu đến cho cả nhà mình tham khảo trong buổi video ngày hôm nay. Em Hoa Nhật Bãi xin chào cả nhà mình ạ. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nhật của em Hoa trên YouTube. Cả nhà mình vào tham khảo mỗi bếp trên kênh của em thì ủng hộ em một nút like, một đăng ký kênh ạ. Em chân thành cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ mời cả nhà mình cùng tham khảo về chi tiết con Zin Nai ngày hôm nay. Một em Zin Nai mã số bếp S630VCTS. Đây là mã số của con bếp này nhé. Mặt kính màu trắng sữa này. Ưu điểm của mặt kính thì vệ sinh rất là sạch sẽ rồi, nên các bác và anh chị mình khi nhìn thấy những màu sáng như thế này thì không phải lo là sợ rồi là bẩn đâu nhé. Bởi vì là nó là mặt kính rồi cho nên là lau dọn rất là sạch sẽ luôn. Thì mình có thể thấy được những cái vết bắn mình nấu nướng dầu mỡ ra thì mình lau dọn ngay được, để cho gọi là tuổi thọ của bếp sẽ được cao hơn. Chiên lửa của nó là bằng đồng. Con này là bộ chiên lửa là bằng đồng nguyên khối ạ. Hỏng bếp bên tay trái đấy ạ. Chiên lửa bằng đồng nguyên khối nhé. Đang còn đồng thành vùng cạnh sắc men luôn, nhọn luôn. Không có tình trạng bị han dỉ hay sứt mẻ gì. Một khe ra lửa đâu ạ. Bếp đồng hay bếp nhôm thì dòng bếp kính thì là đánh rất là siêu nhạy rồi. Cho nên là bác anh chị mình không phải là lăn tăn về chiên lửa đồng hay là chiên lửa bằng nhôm đâu ạ. Thành vách rất là đẹp. Vách giáp bên hông phải đấy ạ. Tất cả bếp bên dưới là bên em đã bao lưới chống chuột cho nhà mình rồi ạ. Con này em sẽ test lửa và test cái tính năng an toàn của bếp Nhật để cho nhà mình theo dõi luôn ạ. Lửa đánh rất là siêu nhạy nhé. Bác và anh chị mình thấy không? Ngọn lửa rất là xanh luôn. Ưu điểm của bếp Nhật thì ngọn lửa rất là xanh. Ngọn lửa xanh thì nó rất tiết kiệm ga, tiết kiệm từ 25 đến 30% so với bếp ga bình thường. Và lửa xanh ưu điểm nữa là đã đốt triệt để được cái lượng ga tiết ra để nấu. Vì thế khi sử dụng dòng bếp Nhật, các bác và anh chị mình yên tâm rằng là không có lo khí ga rò rỉ ra xung quanh môi trường sống của gia đình mình. An toàn cho sức khỏe cho gia đình mình rất là cao và chống cháy nổ cho gia đình mình. Và bây giờ em sẽ test cái tính năng an toàn của dòng bếp Nhật để cho nhà mình theo dõi luôn ạ. Còn bếp bên tay phải này là em sẽ test tính năng cạn nước này. Bếp Nhật sẽ tự động tắt lửa khóa ga khi nồi cạn nước, không may đang nấu mất khỏi lửa và nấu canh, nấu nước, nấu cháo có bị trào nước ra là bếp sẽ hoàn toàn tự động tắt lửa và sau khi mất ngọn lửa sẽ khóa ga cho gia đình mình. Đây còn bếp bên tay trái này là em sẽ test cái tính năng không may đang nấu mất ngọn lửa đi để cho các bác và anh chị mình theo dõi được là sau khi bếp Nhật bắt ngọn lửa có hoàn toàn khóa ga không ạ. Mức nhỏ nhất đấy, đây là cái cần điều chỉnh ngọn lửa nhé. Tính năng bắt ngọn lửa này thì mất tầm khoảng 10 đến 15 giây là bếp sẽ có tín hiệu khóa ga. Và em sẽ test cho nhà mình thấy luôn ạ. Trong khi chờ đợi tín hiệu báo về thì em mời cả nhà mình tham khảo đến khay nướng và vị nướng ạ. Lò nướng 2 tầng lửa. Bên trong khay nướng, vị nướng bằng chất liệu inox nhé. Khay nướng, vị nướng thì nhà mình có thể tháo rời trước khi nướng và sau khi nướng được ạ. Bếp đã có tín hiệu khóa ga rồi ạ. Và bếp bên tay phải em test tính năng cạn nước. Nồi nóng quá cũng đã tắt lửa rồi. Và bây giờ em sẽ test lửa luôn cả hai cái tính năng này để cho các bác anh chị mình theo dõi luôn ạ. Đợi em lấy cái bật lửa cái ạ. Anh ấy đỡ bật lửa nha. Bây giờ quay lại bếp, em sẽ test lửa luôn cả hai tính năng này để cho các bác anh chị mình thấy được sau khi bếp Nhật bắt ngọn lửa đi có hoàn toàn khóa ga, giống như lời em giới thiệu để cho các bác anh chị mình quan tâm đến phân khúc dòng bếp Nhật không ạ. Hoàn toàn đã có ga rồi nhé, rất là tuyệt vời luôn. Chính bếp đang còn bật đấy hết ạ. Bên trong khoang nướng đấy ạ, lò nướng 2 tầng lửa. Lửa lên đánh rất là siêu nhạy luôn. Một con bếp nướng này hẹn giờ tối đa là được 15 phút và tối thiểu 1 phút. Đây, em hẹn 1 phút của lò nướng để cho xem bếp sau 1 phút là bếp có hoàn toàn tự động tắt lửa và khóa ga cho gia đình mình luôn không ạ. Quay lại các chức năng của dòng bếp này thì con bếp bên tay phải này có thêm một chức năng là S hỗ trợ cho mình chiên rán lâu hoặc rang đồ khô lâu thì mình kích hoạt sử dụng. Khi sử dụng thì cả nhà nhớ ấn giữ tay cho em lấy 3 giây. Có tiếng tít báo hiệu lên và nốt đỏ hiển thị thì chức năng 3S đã được kích hoạt. 3S sử dụng trong việc chiên rán lâu thì mình sử dụng nhé. Còn nấu nướng bình thường thì tuyệt đối không sử dụng 3S cho em. Quay sang con bếp bên tay trái này thì có cài đặt được luộc hoặc chiên rán ở đáy nồi từ một nhiệt độ từ 140 này, 160, 180, 200. Muốn nướng hoặc muốn chiên hoặc muốn luộc ở nhiệt độ bao nhiêu thì gia đình mình chọn vào chế độ chiên này giúp em. Và có chế độ tự động nấu nước này, tự động nấu cơm này và tự động nấu cháo, nó chân cùng là nấu cháo. Em giới thiệu thì em tắt đi để em nhấn lại cho các phím cho các bác và anh chị mình thấy được phím là rất là trơn tru luôn nhé.
hai đồng hồ phun chức năng. Và con này là có hẹn giờ cả ba bếp nhé, hẹn giờ được bếp trái, hẹn giờ bếp phải. Đây là đồng hồ hẹn giờ này, đây, đây là bên bếp trái, còn nốt trên là bếp phải. Một phút hẹn giờ của lò nướng của em đã hết thời gian rồi đã. Và một con bếp nướng này, à con bếp, hai bếp nấu trên, em xin lỗi, hai bếp nấu trên hẹn giờ tối đa là được, dòng zin này là được 90 phút. Đấy, 90 phút và tối thiểu 1 phút. Đây các bác và anh chị mình cùng theo dõi với em thêm 1 phút đồng hồ nữa thôi ạ. Để xem cái chức năng hẹn giờ của bếp có hoạt động ok không, khi mình quyết định mua con bếp này ạ. Một em Zinai mặt kính phun chức năng, giá thành cho nhà mình với giá là 3.800.000 đồng. Bác anh chị nào mình quan tâm đến thì liên hệ lại với em Hoa theo số điện thoại em ghi ở góc trái màn hình đấy ạ. Thành vách một lần nữa bên hông trái cho nhà mình theo dõi ạ. Thành vách rất là đẹp nhé, bên dưới đã bao lưới chống chuột cho các bác và anh chị mình rồi. Hình thức mua hàng bên em thì đều có cọc nhẹ, và các bác và anh chị mình cọc cho em từ 2-3-500. Bên em sẽ bao ship, bao lưới chống chuột và tặng kèm cho các bác và anh chị một đôi pin bảo hành bếp 12 tháng. Còn ngoài phân khúc này thì các bác và anh chị mình muốn quan tâm đến cái dòng thấp hơn thì tầm khoảng 1.6-1.8-2 triệu hoặc hơn 2 triệu thì bên em đều có đấy ạ. Bác anh chị mình cứ liên hệ với em Hoa là sẽ có bếp thôi ạ. Kho hàng nhà em là rất là nhiều bà đa dạng nhé. Đưa một chút cho các bác anh chị mình đang có quan tâm đến và chưa theo, mới theo dõi kênh của em, để xem mình có bị lừa hay không. Thì mình thấy được kho hàng nhà em nhé, rất là nhiều loại, đa dạng chủng loại luôn. Quay lại một phút hẹn giờ của bếp trái của em đã trở về không rồi, và đồng thời nữa cũng đã tắt rồi ạ. Và khi tắt cũng khóa ga luôn đấy ạ. Hoàn toàn đã khóa ga. Đây, phím bếp đang còn bật đấy ạ. Tất cả hoạt động của bếp đang còn rất là ok hết. Tính năng an toàn của nó tự động tắt lửa khóa ga là em cũng vừa test cho các bác và anh chị mình rồi. Các chức năng em cũng test hết cho nhà mình thấy rồi ạ. Bác anh chị mình quan tâm đến những dòng này thì liên hệ lại em Hoa theo số điện thoại ghi ở góc trái đấy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh chị ở các video tiếp theo của em ạ.